hãy kết lấy một bó hoa rực rỡ nhất để kính dâng lên mẹ. Mỗi ngày hãy ngồi xuống trong một khoảnh khắc lắng động nhất để nhớ đến mẹ. Viết về mẹ, tôi muốn được nhớ lại một kỷ niệm thời thơ ấu, có những đóa hoa và có những tình cảm dịu dàng đầm thắm. Mẹ tôi đã để lại trong lòng tôi những tình cảm đẹp đẽ ấy ngay từ những ngày tôi còn nhỏ dại. Những tình cảm đó vẫn tiếp tục theo tôi lớn lên, để từ đây, ngay trong những bước đường chông gai mệt mỏi của đời, tôi vẫn còn cảm thấy thiết tha một tình yêu mến. Chính tình yêu mến này đã làm dịu mát trái tim tôi. Ôi, trái tim như một nhành cây khô được tưới đẫm những giọt nước mát. Và tôi đã tiếp tục đứng dậy để tiếp tục những bước đi của mình. Mẹ là bầu trời, mẹ là dòng nước ngọt nuôi con khôn lớn mãi. Những câu nói ấy không phải chỉ là những mệnh đề trừu tượng. Chúng chính là những gì mà người ta cảm nghiệm một cách chân thật thiết tha trong đời sống mình. Xin trao tặng tất cả những bà mẹ mỗi người một đóa hoa hồng. Và xin tất cả chúng ta, những người con, đều biết cách lưu giữ những đóa hồng thắm đẹp tươi ấy trong trái tim của chính mình mỗi ngày. Chiều mắt ngấn lệ vì con ra đi.
hát khúc ca biệt ly. Cố nhìn quê cũ lẫn trong sương mơ. Mẹ ơi, ra đi đời con xa chi. Đêm về lạnh lùng buồn thiếu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều. Đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời. Để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con, trong lúc tuổi còn non như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khấn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống. Thì không công tức thì sắc thọ thượng hạnh thực diệt phục như
niệm cha ta a di đi đô bà tề a di đi đa tất đam bà tề a di đi đa tề ca lăng đa a di đi đa tề ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na chi đa ca lợi ta bà nam mô a di đà bày đà phật ca nam mô a di đà phật ca nam mô a phật ca nam mô a di đà phật ca lần hội cô an để chèn cho nó cho lại cho ngay đừng để cho ngay luôn không nấu chút gì là chưa ngơi lại nước thành nấu bấy cái miệng lại nấu kẹo hỏi gì quá không rồi đội đội cái nón lại cho bà nội đi cái nón vàng á nón vàng Quỳnh Thị Kim Anh, Quỳnh Thị Kim Chi, Quỳnh
thành yếu quỳnh thanh hồng quỳnh là minh hưng quỳnh thanh thảo quỳnh thế báo linh quỳnh thanh điện mãi tôn quỳnh thề mãi đàn thì duyên trần nguyện thị ngọc dung lâm thị lý trần văn niên diệu nguyện thanh tuấn quỳnh thị nguyện thị bích giang bào nguyên quỳnh thị trần nhất cách thọ kỳ tăng phục nhị các pháp chú bình an tam các dòng hồn siêu đồ các dòng hồn siêu đồ nhất cách thọ kỳ tăng phục nhị các pháp chú bình an tam các dòng hồn siêu đồ nhất cách thọ kỳ tăng phục nhị còn hai chai nữa không? Ra luôn. Đủ đủ được. Yeah.
Thank you.
Thank you.
chia buồn cùng gia đình tang quyến. Được tin cụ 250 vừa giàu tiên tổ, gia đình bà Yến là thân gia của ông Đặng, con trai của cụ, có lễ viếng vào kính viếng hương hồn cụ, mời mời gia đình vào hành lễ. Gia đình tham gia, mời gia đình an toàn uống nước chia buồn cùng gia đình tang quyến. Thank you.
Chín mươi mốt tuổi lâm chung ngày 20 mấy năm tám binh tam như hào.
giống hồn thọ tài hơn thân lợi nhị bấy giờ đấng trì tùng nam mô các cháu cùng quỳ cầu nguyện cho giống hồn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc thành tâm mơ bao yếu con quỳ con chưa đáp được mời ân mà nay mẹ đã quá phần còn đâu lòng con thương nhớ vợ tan con ra ba mắt dài gian mẹ dày Thank you.
Sao nữa phát cho vì sao nén hương
và cầu chúc cho linh hồn của bị cáo thiêng liêng nó mình được lại. Và xin hát lời đầu tiên cho phép tôi được đại diện gia đình xin gửi đến bà con cô bác và anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ngày hôm nay gia đình chúng tôi thật sự cảm động khi người mẹ thương yêu nhất của chúng tôi đã qua đời. Có sự hiện diện rất đông đủ mọi người là chính quyền và các đoàn thể ở địa phương và bà con chồng xóm ở xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và bạn bè thân hữu gần xa không quản ngại đường xa xa xôi về đây kính viếng những lễ vật và chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Trong lúc tăng gia bối rối có điều chi sai sót cũng mong quý vị niềm tình tha thứ. Xin hết. Thank you.
Thank you.
chị Sáu đây. Cũng được tên chị Sáu đây là tôi già với anh chị của tôi ở dưới lấy kêu. Thì nay cũng hay tin chị đã qua đời. Thì tôi là em của anh Sáu, chị Sáu tôi cũng đại diện cho gia đình ở dưới. Nên đây là cũng có chiếc lễ chiếu trái cây vàng bạc ra tiền dưới tiền bạc. Thì cũng mong đại diện và chung chúng gia nhận cho cái lễ này và cho chúng tôi được trước tiên hết là thắp hương cho chị Sáu đi vui, sau là cầu cho linh hồn của chị Sáu tiêu diêu nó mình lại để kính nhà và trang ai để được cho chúng tôi được tiến hành xin chúc cho thầy gia đình xin thành thật cảm ơn gia đình sư gia bên em tôi. Và hôm nay chúng tôi cũng rất là cảm động khi một người mẹ của chúng tôi đã qua đời, sư gia đã đến đây để mang lễ vật tiến giếng và chia buồn cùng với gia đình. Một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
gia đình ông bà Đướng là thông gia của ông bà Bảy Nhà, con gái của cụ, có lễ viếng vào kính viếng hương hồn cụ. Vậy. Thank you.
Trình lễ. Đây.